đã tuyển vợ về cho nó. Dạ, thì mình sẽ cố gắng trong hôm nay mình sẽ làm cho nó cái lồng để cho hai vợ chồng nó ra ở thoải mái. Gần 2 tuần ở trong này rồi. Chắc là buồn lắm đây. Ngoài này thì cũng mới tuyển anh khứu đồ bạc về mua ngoài mé đường. Mà anh nói mua ngoài mé đường về cẩn thận coi chừng chết, về cũng được gần tuần rồi mà thấy cũng ăn uống ổn, nhảy nhót rồi cũng hót đồ này kia, thấy cũng được. Đây là mấy chuồng trước mình chuẩn bị khiên xây sắp xếp nó lại. Nắng lên buổi sáng thiệt là đã, tranh thủ làm cho ông chút nữa chắc á, nắng le lử quá. Mình sẽ dọn hết nguyên cái khu này để cho trống trải, rồi bắt đầu là mình xây lồng ngang đây. Theo anh em là nên sắp lồng dọc hay là lồng ngang? Sắp lồng dọc thì từ đây mình bắt dọc vô tới đây là được 2 lồng. Rồi kế song song kia 2 lồng nữa là 4 lồng. Rồi ra nhích ra phía ngoài 2 lồng nữa là thành 6 lồng. Là giữa bích khu này có cây chính giữa đồ này kia luôn. Phía trên này mình cũng có chằn lưới rồi cho nên chắc cũng được. Tại vì lửa nó hay đá lộn cho nên mình không có dám để cho ba cặp này vô chung chỗ để làm ra cái AV lớn, cho nên tạm thời thì cứ làm trong AV nhỏ để nếu mà nó sinh sản được ok á thì bắt đầu có điều kiện mình mới làm ra cái AV lớn. Là từ cái góc cao đó mình làm thẳng ra tới ngoài này luôn, rồi bắt đầu mình bắt vô tới cái gốc cây hoàng hậu đó, mình kéo ngược vô trong kia thì chiều dài khoảng chừng 7 mét, sâu vô 5 mét, mình làm cao lên chắc khoảng chừng 3 mét. Rồi để bộ bàn ghế vô trong đó, chui vô chổng ngồi chơi với tụi nó. Sáng chủ nhật nghỉ rồi này kia, thứ bảy chủ nhật rồi đó, nghỉ chui vô cho ngồi uống trà ngắm chim nhảy qua nhảy lại thấy cũng vui. Cuộc sống đâu có bao nhiêu đâu, thì mình cứ làm tới đâu cảm thấy vui là được, chứ không cố gắng chi cho nó nhọc não đến khi già cả lớn tuổi nằm xuống không còn sức để mà ngồi uống được chén trà là hết, lúc đó nó hết vui rồi. Mỗi người thì nói chung có một cái đam mê, nói chung là có ai có đam mê chung với mình thì hãy cho mình một sub, một like và một share nha.